Chào các bác nhá. Hôm nay tôi giới thiệu chi tiết cho các bác từng cái loại lưới về thông số, về cấu hình của nó để cho các bác trước khi mua hàng các bác nắm được kỹ nhé. Nó là loại nào và cấu hình nó như thế nào nhá. Đầu tiên đây là tôi giới thiệu cái lưới cho anh em lưới tàng hình đi. Lưới tàng hình để cho anh em đánh di, đánh khuyên, đánh chảo màu. Cái lưới này là lưới mắt ba nhá, mắt ba. Chiều dài ấy, thì là 15 m, có số một số tay 20 m đấy. Các bạn nào nhu cầu đến 20 m thì sẽ có, nhưng mà cơ bản là 15 m để cho anh em nó dễ chơi một chút nhá. Đấy. 15 m cho nó dễ căng, nhưng nhiều khi là không cần phải căng căng nhiều quá. Rồi. Cái này là chiều dài 15 m này. Cái loại này chiều cao của nó là 5 m nhá các bác nhá. Chiều cao 5 m được chia thành 9 giường. 9 giường 8 túi nhá. 9 giường 8 túi. Còn cái sợi này thì là cực kỳ là bén rồi. Đây này. Sợi này rất là bén, cực kỳ tốt luôn. Nhá. Đây cái này là lưới màu đen như này. Dây giường nó là dây dù nhỏ như này nhá. Dây dù nhỏ như này. Sợi lưới này rất là bén. Đây là lưới tàn hình nhá. Các bác có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp bên số điện thoại bên kia thì sẽ gặp được nhân viên của shop, anh em bên tổ tư vấn bán hàng online sẽ trả lời cho các bác cụ thể hơn. Nhưng mà cơ bản đây này cho các bác nắm được là lưới tàn hình chiều dài là 15 m hoặc 20 m tùy các bác, chiều cao là 5 m, lưới là lưới mắt 3 được chia thành 8 giường 9 túi nhá, 8 giường 9 túi. Tiếp theo là cái lưới để dành cho anh em đánh chim đêm thì là sẽ có, đầu tiên là cái lưới mắt 5. Lưới mắt 5 thì nó có lưới trắng này hoặc là lưới đen. Thì cái này là tùy thôi. Có đợt thì shop có nhờ bên cơ sở làm lưới nhuộm được, còn có đợt thì họ không nhuộm được, nó là màu trắng. Còn các bác mà sử dụng thì các bác có thể tự nhuộm thành màu đen hoặc là màu xanh tùy các bác nhé. Cái đầu tiên là cái lưới mắt 5 phân. Lưới mắt 5 phân này thì dùng cho anh em là đánh những cái con nhỏ như là con ốc cao, con chằng nghịch, con mắt đỏ, rồi những con nhỏ nhỏ nhá. Họ nhà rẽ đấy. Họ nhà rẽ ấy. Cái lưới này ấy thì là về cấu hình của nó thì sẽ là sợi, là sợi 15, sợi cước 15 anh em nhé, sợi cước 15 này, sợi cước 15. Dây giường là dây giường đặc nhé, dây giường đặc. Có một số cái bộ mà nó còn lẫn vài cái dây giường bằng cước xe thì chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đâu, chủ yếu là dây giường là cước đặc đấy nhé. Lưới mắt 5 nhá, là cái này thì được chia thành 5 giường, 5 giường 4 túi nhá các bác nhá, 5 giường 4 túi. Và nó có hai loại, hai chiều dài có hai loại. Một loại là tay nửa là hơn 40 m nhá. Còn loại tay nguyên của nó thì là hơn 80 m nhá các bác nhá. Tay nửa một đôi ấy là hơn 40 m, 5 giường 4 túi. Cái loại này là lưới chim đêm thì đã thắt chống gió ở cái giường trên cùng, chống xô ấy. Thắt trên cùng nhá. Và 1 m chiều dài là sẽ có 50 mắt lưới. 1 mét chiều dài 50 mắt lưới nhá. Thắt 50 phân một khoảng đã chống xô rồi. Và dây giường đã luồn sẵn rồi. Các bác về là phải tự thắt khoang chia cọc thôi nhá. Đấy, đây là cái lưới mắt 5. Tiếp theo là cái lưới mắt 8 nhá, lưới mắt 8. Lưới mắt 8 thì về chiều dài cũng có hai loại để cho các bác lựa chọn. Đó là tay nửa là cũng hơn 40 m. Còn treo nguyên thì nó hơn 80 m nhá. Còn về cái lưới mắt 8 này ấy, là sợi cước sẽ là sợi cước 20. Sợi cước 20 nhá. Sợi cước 20 này. Thì cái này là dành cho anh em đánh chim đêm, chim đen, con cuốc biển, con sáo biển, con trích ré đấy, hoặc là con cuốc ta, con gà đồng, hay là sâm cầm, là tu hú. Thế nhưng mà cơ bản là anh em dùng để bẫy cuốc biển là chính nhá. Chính là cái lưới này gọi là lưới mắt 8 nhá, sợi cước là 20. Dây giường thì luôn luôn toàn bộ cái lưới mắt 8 này ấy, là shop đặt toàn bộ là dây giường đặc, dây cước đặc như này. Độ bền nó cao nhá. Cao hơn, độ bền cao hơn là cước xe rất là nhiều. Đấy. Và cái này ấy, là chiều cao nó là 100 mắt. 100 mắt là nó ứng với lại 8 m đấy. Và được chia thành 6 giường. 6 giường 5 túi, 6 giường 5 túi nhá. Và cũng thắt chống gió xô giường trên cùng. Giường trên cùng nhá. Và cái loại này thì là 1 mét dài nó có khoảng 27 đến 28 mắt lưới nhá, 27 28 mắt lưới. Thì có nghĩa là
50 phân thì có khoảng 14 15 mắt đấy. Nó cũng thắt như vậy là vừa nhiều thịt, vừa đủ thịt cho các bác chơi, nhưng không có ít thịt quá nhá. Đấy, một 1 mét chiều dài ấy, nó có khoảng 27 28 29 mắt, dao động trong khoảng như vậy nhá. Đã thắt chống gió giường trên cùng rồi. Thế còn giường dưới là không thắt nhá, giường dưới cùng là không thắt chống gió. Các bác lưu ý kỹ là đã anh em đánh đã có kinh nghiệm rồi là cái giường dưới cùng là sẽ không cần thắt để tự do. Đấy, con chim nó nào vào thì nó có cái độ xô thì nó bén hơn, nó quấn chim hơn. Và các bác thắt cả giường dưới nữa là độ quấn độ bén, độ quấn chim nó sẽ giảm đi nhá. Thì đây là cơ bản về lưới này, thông số, cấu hình của nó, quy cách tôi đã nói cụ thể cho các bác nhé. Các bác trước khi mua hàng thì xem video cho kỹ, nắm được rằng là cái lưới mình mua là lưới như thế nào. Ví dụ như các bác mua lưới mắt 8 thì sẽ là sợi cước 20, 6 giường 5 túi, dây giường bằng cước đặc, thắt chống gió giường trên, thắt chống gió xô giường trên, 1 mét chiều dài là có khoảng 27 28 mắt lưới nhé. Và chiều dài của tay nguyên là hơn 80 mét, chiều dài của tay cắt đôi là hơn 40 mét. Đấy là tùy theo các bác điện thế các bác dùng ở cái tay nào thì các bác nhu cầu nhé. Thế còn mọi thông tin khác thì các bác vui lòng alo trực tiếp đến các số điện thoại của shop nhé, shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang để nhận được sự tư vấn của các anh em trong tổ bán hàng nhé. Các bác lưu ý này, hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng xong thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng, không cần phải đặt cọc nhé các bác nhé. Các bác muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Các bác lưu ý nhá, ngoài lưới ra thì bên shop còn có đầy đủ các loại phụ kiện, loa đài, loa phóng, âm ni, loa chép phục vụ cho anh em đánh chim đêm nhé, nào nằm, nào ngủ. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé.